Xin chào mọi người, đây là dâu dâu, đây là mẹ dâu, mẹ bắp và đây là bắp. Bây giờ là ba mẹ con đang đứng ở ngoài để chờ ba. Ba chạy ra để lấy một món quà về cho bắp nha, để coi coi sao đây. À, ba về tới rồi kìa bắp ơi. Để coi ba đem gì về cho bắp. Có cái gì, đợi chút xíu nha, con có món quà bất ngờ. Chuẩn bị có món quà rất là bất ngờ. Được không? Đi theo ba, qua đây. Từ từ, đứng ở đây, đứng này, đứng này, đứng này. Chuẩn bị nha. Biết cái gì không mà qua? Đi qua. Ủa, chưa gì mà đã đoán xe đạp. Hay vậy ta, sao lại đoán được chiếc xe đạp ta? Ba mới ra phía trước nhận xe của chú giao hàng tới. Cho nên là bây giờ mình cùng nhau mở rồi có cái gì cho bắt đây nha. Ồ, anh bắt phấn khích. Ồ, anh bắt phấn khích, anh bắt phấn khích. Bây giờ ba và bắp sẽ cùng khui cùng hàng xem là cái gì trong đây nha con, được không? Em dâu cũng đang rất là hồi hộp cơ. Wow, hôm nay gia đình nhiều sừng, ba sừng, bắp cũng sừng, em dâu tới 4 sừng nữa. Kinh khủng lắm. Chúng ta hãy cùng khui cùng hàng lấy. A few minutes later. Hai, mở ra. Cái gì đây? Wow, xe đạp. Wow, mọi người, xe đạp này đã về đến nhà. Đây là món quà hả ba mẹ dành cho bắp đó, bởi vì bắp lớn rồi, chiếc xe đạp kia cũng nhỏ rồi. Trời ơi, cái nguyên thân xe kìa bắp. Quá đã, quá đã. Gì đây bắp? Con biết cái này là gì không? Hả? À, bánh xe. Còn cái mà con đang cầm là cái gì? Bộ là bộ phận nào của cái xe? À, tay lái chứ. Không, con sẽ cầm cái nè, má mi chỉ nè, con sẽ cầm. Không phải lái như vậy. Lái như vậy mới đúng. Đó, nè hai tay hai bên đâu? Không, hai tay cầm hai bên kìa. Đúng rồi, đó, thấy chưa? Đó, xe đạp ráp lại là con sẽ cầm xe đạp như thế này. Tưởng tượng chưa? Ok không? Ok, rồi. Con thích cái rổ đó đúng không? Lát nữa anh hai cho con ngồi lên cái rổ đó đi được không? Rồi em dâu. Rồi, em dâu mê cái rổ đó mất rộn vậy luôn nè. Wow, quá mê cái rổ hả? À, anh bắp. anh bắp đang tưởng tượng cái này là cái chong chóng. Con biết cái này là cái gì không bắp? Không phải, cái đó là cái bánh phụ đó. Có đèn nữa. Đâu có đèn đâu con. Đây nè. Đâu đèn đâu. Thấy chưa? Đâu đâu, mẹ không thấy. Con dừng lại, mẹ không thấy đèn đâu. Nãy con lấy đèn đó. Em màu đỏ, màu xanh không? Không thấy. À, mẹ thấy rồi. Có đèn chớp chớp nữa đúng không? Ồ, hay quá ha. Còn em dâu á thì hả đang rất là lạ lẫm với lại cái xe đạp này. Nó đang dòm dâu đang dòm. Ba sẽ gác xong rồi anh hai sẽ chở em dâu đi chơi được không? Anh cầm. Thousands of tears later. Bây giờ đó là. Ba. Sao con? Con mới lái xe đạp. Thì ráp lái xe đạp là phải ráp xong cho con mới được. Dạ không, con mới lái xe đạp liền. Rồi đợi ba chút xíu, ba đang suy nghĩ hồi nãy giờ là thứ nhất là gia đình mình đang rất là thiếu đồ nghề nè, cờ lê mỗi lớp rồi ốc vít này kia rất là thiếu. Bây giờ ba chỉ có nhờ một cái sự trợ giúp của một người mà người ta có rất là nhiều kinh nghiệm trong cơ khí, đó là ông ngoại. Ông ngoại, chính xác, anh Bắp đã nói chính xác. Ông ngoại là người rất là rành về cái này. Bây giờ mình sẽ đem cái này qua cho ông ngoại ráp được không? Okay, đi nào. Đi, đi. Mẹ ơi, chị giúp xe đạp chung con. Ông ngoại đây, có ông ngoại đây. Rồi mang ra đây ông ngoại làm cho. Rồi, ông ngoại cho ta đem xe cho. Lấy dép mang đi con. Rồi, dép vào.
phải cầu cứu ông ngoại mới được. Ông ngoại là chuyên gia cơ khí. Chuyên gia cơ khí. Chuyên gia cơ khí mà anh tự tin là biết ráp xe đạp. Tên suy hay vậy ba. Cái này cũng có liên quan các bạn. Rồi. Ba có biết sửa không? Ba hả? Ba phải ngồi nghiên cứu ba mới biết được chứ hả? Cái này với lại cái ngay cái nghề của ông ngoại chứ mà nghề của ba. Đó, ông ngoại là siêu luôn á cái này. 1 phút 30 giây sẽ có. Rất là khó nha cả nhà. Đừng có nghĩ là hả mua chiếc xe đạp về ráp luôn như đồ chơi. Có đâu. Ở mình phải ha biết được cái cách lắp xe đạp như thế nào. Đó, anh lắp té. Không biết đạp làm gì mà té hả con? Không dám té đúng không? Khó lắm, hồi nãy ba cơ cũng muốn lắp lắm đó nhưng mà không được. Không có đồ thì thua. Dạ, ở không nhà có. Không có đồ. Nhưng mà lại phải ngồi nghiên cứu rất là kỹ nếu mà mình chưa bao giờ lắp xe đạp. Ok đó, ba nè. Rất là khó đúng không con? Đây là một công trình nghiên cứu của ông ngoại. Ba là lơ xe ở phụ thôi. Ba, sao khó quá vậy? Bởi vì ba mới nói là nó đâu có dễ con. Đơn giản là người ta đã làm hết rồi. Người ta đã làm hết rồi, sao ba không gấp vô nhanh lên con? Hào hứng quá rồi nè. Bánh xe thì cái gì đây? Cái này hả? Cái này là bánh xe nè. Cái này là cái thắng nè. Dạ. Đúng không con? Còn cái trên đây là cái gì đây? À cái này hả? Là cái mè để cho được nó văng nước vô. Dạ ok. Đây này có đang quay nè. Giỏi quá. Đây. Cái tay gì hả bà? Cái tay. À cái lông đờn đó. Con đang quay nè ba. Ờ ba biết rồi. Rất là tốt. Lắp là đang quay phim cho ông ngoại. Là ba cơ luôn. Trước rồi con bắt được rồi đúng không? Được rồi, được chưa ba? Con tắt nha. Rồi ok, con được tắt. Rồi thế là mình đã gắn một chiếc xe. Ông ngoại đã giúp bắp ráp không chiếc xe rất là hoàn hảo. Nhưng mà gắn không chiếc xe rồi bây giờ mấy giờ rồi? Gần 9 giờ. Chưa ăn tối. Bây giờ đói bụng quá. Bây giờ đi về ăn tối. Cảm ơn ông ngoại rất là nhiều. Nè bắp cảm ơn ông ngoại chưa? Cảm ơn ông ngoại. Rồi, một lát khuya hay là sáng mai mình sẽ đạp xe cho mọi người xem nha. Được chưa? Ăn cơm đạp nữa. Rồi đi ăn cơm đã, đói bụng quá. Tạm biệt. Bye bye. Rồi, bắp di chuyển. À, mọi người thấy là xe đã ráp thành công và bắp đang bắt đầu di chuyển. Đang xử lý không biết là đạp như thế nào. À, em ấy đã xử lý được. Đó, mọi người thấy không? Anh bắp đang chạy xe về. Rất là hào hứng. Qua đây. Anh ấy biết hả, cầm thắng như thế nào, đạp như thế nào. Đứng lại. Đó, con chào cả nhà đi. Bắp thích không con? Bắp rất là hào hứng với chiếc xe đạp thì luôn đó. Bây giờ nè, mình muốn là hả review một chút xíu về chiếc xe đạp này cho mọi người xem nha. Bây giờ đây. Đầu tiên á, là khi mà Cơ và Phượng chọn mua một chiếc xe á, thì Cơ và Phượng cũng phải chọn những chiếc xe có vừa đủ kích thước để vừa tầm chân cho bé. Giống như là bắp nè mọi người thấy không? Đạp á, là khi mà đạp á, là đầu gối là không có thẳng quá, vừa đủ thôi đúng không con? Nè, à, vừa đủ đầy, đó, vừa đủ thẳng để bé có lực đạp. Và cái thứ hai á, là khi mà chúng ta chọn chiều cao á, thì chúng ta phải dựa vào cái đường kính của bánh xe đạp.
khi mà chọn đường kính bánh xe đạp á, thì mình phải tìm hiểu kỹ đường kính là bao nhiêu, sau đó mình đo với kích thước chân của bé nè, sau đó mình mới biết được là chiều cao này nó có phù hợp cho bé hay không. Chưa có. Từ đó thì ở đây á, cái yên cũng rất là quan trọng nè. Yên này á, chúng ta có thể nâng lên hạ xuống, đây là cái mức hạ xuống hết cỡ rồi, không còn cái mức thấp hơn nữa, cho nên là đây là cái mức rất là phù hợp cho bắp. Và song song đó thì mọi người thấy là đây cũng có cái yên nhỏ nè, để bé Mốt có thể chở em dâu được, và cũng rất là êm ái nha, cái yên này rất là êm. Và song song đó thì chúng ta cũng phải chọn xe có thêm hai cái bánh nhỏ nữa, để lần đầu tiên bé chạy á sẽ không có bị bỡ ngỡ, bởi vì không có bị lắc. Chúng ta phải lắc làm sao á để cho cái bánh xe này nó vừa bằng với lại cái bánh xe lớn này, thì bắp sẽ chạy, bắp sẽ không cảm nhận được là mình đang chạy xe thăng bằng hai bánh. Nhưng mà tập sau thì cơ sẽ dạy cho bắp chạy xe thăng bằng hai bánh. Ngoài cái độ an toàn cho bé thì bé cũng phải thích nữa về màu sắc. Giống như là bắp đó, là bắp thích nhất là màu xanh, màu đen, màu đỏ nè. Nên là mình đã chọn cho bắp chiếc xe màu đỏ này, bắp rất là hài lòng và nó rất là sáng rực. Song song đó thấy cái vỏ không cả nhà? Đó, có hình mặt cười. Nhưng mà cái này bị xét rồi. Đó, tại vì này nè, con bấm chuông nha mọi người coi. Đó, thường phải có chuông chú ý khi mà gặp những chiếc xe thì chúng ta nên bấm chuông. Đúng rồi đó, nhưng mà gặp xe đó thì chúng ta phải làm sao? Đúng, để xe người ta tránh ra cho xe mình đi nha. Nha con. Thì khi mà cái rổ thì có cái rổ hình mặt cười nè. Mọi người thấy không? Em bé rất là thích, và khi đó thì bắp rất là hào hứng khi mà chạy ra ngoài đi lấy đồ. Khi mà shipper mang tới là bắp luôn luôn đi cùng ba đi lấy đồ, và bắp rất là hào hứng khi bỏ tất cả cái đồ vô cái vỏ này. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc tập này ở đây, và hy vọng tập sau của chúng ta sẽ nhìn thấy bắp chạy chiếc xe đạp này với hai bánh thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt con, tạm biệt, và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Tạm biệt.